Những ụ cát cao từ 2 đến 4 mét này chỉ nằm cách hàng rào trường mầm non hướng Dương, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu khoảng 3 mét. Mỗi lần gió lớn, cả ngôi trường gần như bị cát bao phủ. Đến cái mùa gió chướng như là tháng à, sắp tới đây á, là sẽ tất cả cát bụi sẽ là cuốn vào nhà trường và các cháu sẽ ảnh hưởng đến cái học tập vui chơi của các cháu cũng như là sức khỏe của các cháu năm học 2018-2019, trường mầm non Hướng Dương được giao tuyển sinh 315 học sinh. Ban đầu nhà trường nhận được 300 đơn đăng ký của phụ huynh. Tuy nhiên, do lo ngại bụi cát gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con em mình, nên nhiều phụ huynh lần lượt chuyển sang trường khác hoặc không cho con nhập học. Và tôi rất là lo lắng cho con tôi, mặc dù là gửi con được gần đi gần đỡ tốn thời gian, nhưng mà thực cái là cái đóng cát bụi lắm nhà tôi cũng kế bên đây tôi cũng rất là sợ lo lắng cái điều đó mà mỗi lần mà nhà tôi cũng vậy ảnh hưởng mỗi lần tới giờ ăn cơm là toàn phải đóng cửa ra ăn tại sợ cơm nó bụi nó bay vào cơm rồi con tôi đứa nhỏ tôi cũng rất là lo là không biết là gì. tại vì em bé nó rất ảnh hưởng tới sức khỏe lỡ nó ảnh hưởng tới phổi tới này kia của nó rất là nghiêm trọng những ụ cát bên cạnh trường mầm non hướng dương xuất hiện cách đây hơn một năm đây là cát dự trữ để thực hiện hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư giai đoạn 2 tại thôn 1 xã long sơn do dự án chưa triển khai nên vướng mặt bằng, cát vẫn nằm đó, trở thành nỗi ám ảnh của người dân mỗi khi có gió lớn. Trời nắng thì nó bụi nhiều hơn cái trời mưa, trời mưa thì nó ít mà trời nắng thì bụi trên 24 với 24 luôn. Chứ không có chịu nổi thì ảnh hưởng dữ lắm. Nên ở đây bao nhiêu nhà đóng cửa không chịu không còn không nổi mà cát vô cơm nước không có ăn được luôn mà. Giết giờ bà con cô bác ở đây nè, chịu không nổi bụi chịu không nổi có nhờ trong chủ tịch ở trong đây cha ra thì cũng có ấy bạc đâu chôm vậy mà chôm cho hai tháng thì vẫn như thường à như tha gió tháng 10 à, này nè à, là hốt vô nhà toàn bộ hết sau khi có phản ánh của người dân, Ủy ban Nhân dân xã Long Sơn đã yêu cầu đơn vị thi công dự án xây dựng kỹ thuật khu tái định cư Long Sơn dùng bạt che chắn đúng cách tuy nhiên chỉ vài tháng sau các tấm bạt tre bị mục nát mất tác dụng che chắn và cát lại tấn công vào mọi nhà mọi người xung quanh